Hello, xin chào các chiến hữu của gia đình chúng tôi. Để tiếp tục ngày hôm nay, nhóm chúng tôi sẽ đi tham quan con đường triết học ở Kyoto. Đây là con đường được xếp vào top 100 những con đường đẹp nhất của Nhật Bản. Nào, các chiến hữu hãy cùng mình đi khám phá con đường này nha. Lẹ 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 lẹ, tàu sắp đóng cửa rồi. Hú hồn, cuối cùng cũng lên được tàu. Tưởng chuyến này phải đu đít tàu luôn đi chứ. À, nó chạy cỡ trăm mấy thì chắc phải lấy dây thun quần buộc vô cánh cửa quá. Thật nghe con đường triết học, mình cứ nghĩ là nó có một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn nào đó. Nhưng kết quả lại khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Sở dĩ nó có tên con đường triết học là do có nhà triết học nổi tiếng của Nhật Bản là Ikutaro đã tản bộ trên con đường này. Nghe xong mà tôi cứ trợn trắng con mắt lên, vì nó khác xa những gì tôi đã từng nghĩ, mặc dù chưa tới chạm cần xuống. Thấy cảnh quan này đẹp quá, thế là các chiến hữu nhào nhào xuống xe, lấy điện thoại ra bấm lìa, gần cả trăm tấm mấy triệu thôi. Thật là dễ sợ. Sau vài chục phút đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Dọc theo con đường nhỏ lát đá là những hàng cây hoa anh đào nở rộ, cùng với những nhánh cây rủ xuống con kênh nhỏ. Con kênh thì nước trong vắt, được nhuộm một màu trắng tinh bởi những cánh hoa anh đào rụng xuống phía dưới, khiến tôi có cảm giác như lạc vào một nơi bồng lai tiên cảnh. Từ nơi này tản bộ dọc theo con kênh, chìm đắm trong vẻ đẹp của hoa anh đào. Bên tai thì tiếng chim hót hòa quyện vào tiếng suối róc rách như là một bản nhạc, khiến tâm hồn tôi thư thái và an bình. Một cảm giác thanh thản, chợt nghĩ còn điều gì thú vị hơn điều này nữa. Còn xa xa thì các chiến hữu của tôi mải mê chụp hình. Cứ mỗi gốc cây là khoảng chục tấm thôi à. Trong đầu tôi chợt nghĩ, chỗ này có khoảng 1.000 cây, cứ như vậy thì ngày mai không biết có về được không chưa nữa. Các bạn xem kìa, hai chú bồ câu này có dễ thương không? Chúng mập mạp và tròn trịa quá ha. Nhìn cưng quá đi. Mình cũng muốn ôm một cái. Bộ dưới hàng cây hoa anh đào, ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng giữa hai bên đường, tự nhiên cảm xúc dâng lên, tôi cũng muốn làm thi sĩ để mình thử xuất khẩu cù ngôn, phải xuất khẩu thành thơ để các bạn xem thử nha. Nào, để mình nghĩ coi. Khắp nơi dâng cành hoa đào nở, chiều thu không có chiều thu, về mùa xuân này
khắp nơi dâng cành hoa đào nở. Chiều xuân nơi ấy đẹp như mơ, du khách mọi nơi đến vui chơi, ngắm hoa rơi đỏ rợp trời. Đã đến đây là không muốn rời. Đây chỉ là cảm xúc nhất thời của tôi thôi, chứ không phải là tôi thường xuyên làm thơ đâu. Tôi cũng chẳng biết làm thơ đâu. Chúng tôi đã đi con đường này trong sự luyến tiếc của mọi người, nhưng vẫn phải đi thôi để bắt kịp chuyến tàu đến thành phố Osaka. Chúng tôi hy vọng có thể ngắm hoàng hôn ở nơi đó và đồng thời cũng đi tham quan cái tòa tháp cổ thành Osaka vào ban đêm, nơi đó có nhiều ánh đèn rất đẹp. Nếu mà có điều kiện thì các bạn cũng nên đi vào ban ngày, vì các bạn có thể được đi thang máy lên lầu ngắm toàn cảnh thành phố Osaka. Còn mình thì mình đi ban đêm nên là mình không được lên, chỉ được tham quan ở phía bên ngoài thôi. Welcome to Osaka. Hay là Osaka. Hoàng hôn Osaka đẹp không? Thật là đáng tiếc khi chúng tôi đến đây thì đã không được ngắm hoàng hôn ở thành phố Osaka, vì chúng tôi đến đây là đã trời đã bắt đầu nhá nhem tối, nên chúng tôi đã quyết định là đi đến thẳng cái tòa lâu đài nổi tiếng Osaka. Tòa lâu này rất nổi tiếng vào ban đêm, có những cái ánh đèn rất là đẹp. Lâu đài ban đêm đẹp quá. Và hồ chuông này hơi 4 độ C, nó dưới cái lạnh 4 độ C. Tê tay ha. Cầm cái gimbal với lại cái máy ưu tiên không nổi luôn. Giờ chỉ một tay bỏ túi, một tay cầm cái gục một xíu rồi. Không dám cầm gì bự nữa. Hai tay buốt giá. Mình đang trên đường đi tới cái lâu đài màu xanh đó đó. Wow, bộ tài đã lạnh. Cái này phải có cái bao tài. Osaka, từ Hán Việt là thành Đại Bản. Nó là một trong những thành nổi tiếng của nước Nhật. Osaka, thành Đại Bản, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thống nhất Nhật Bản vào cuối thế kỷ 16. Tòa lâu đài này được xây trên một mặt đất chỉ khoảng 1 km². Nó được xây hai trên bệ đá cao, tựa vào vách tường đá dựng đứng, bao quanh bởi hai con hàm. Kiến trúc lâu đài trung tâm có 5 tầng ở phía ngoài và 8 tầng ở phía trong. Ban đêm dưới chiếu sáng của ánh đèn, nhìn tòa lâu đài với một vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ kính. Tòa lâu đài được bao quanh bởi các con hào và các tường thành, có diện tích khoảng 60.000 m², gồm 13 công trình kiến trúc đã được chính phủ Nhật Bản xếp vào lại di sản văn hóa quan trọng, bao gồm đền Toyokuni được xây dành cho Toyotomi. Đó chính là gia tộc đã xây nên cái tòa lâu đài nổi tiếng này.
Trong các cuộc nội chiến đẫm máu, lâu đài đã nhiều lần đổi chủ. Đặc biệt là dưới thời Minh Trị, phần lớn lâu đài bị đốt cháy trong cuộc giao tranh, sau đó bị biến thành doanh trại quân đội Nhật Bản. Đặc biệt là trong trận chiến khốc liệt Thế chiến thứ hai, dưới các đợt ném bom của quân đồng minh, lâu đài Osaka đã bị phá hủy tà tháp chính. Mãi đến năm 1995 mới được trùng tu và hoàn thành vào năm 1997 và mở rộng cho khách tham quan cho đến ngày nay. Nhưng việc trùng tu này cũng gây ra một số tranh cãi lớn, do việc trùng tu lâu đài là một phiên bản bê tông được xây dựng lại, có cả thang máy và phần nội thất không hề mang dáng dấp của một lâu đài Nhật Bản. Mặc dù vậy, vẫn thu hút hàng triệu du khách đến tham quan hàng năm. Có lẽ họ không cưỡng lại được dưới ánh sáng lung linh của ánh đèn ban đêm. Dưới các ngọn đèn 3D, cùng với các nghệ nhân của Nhật Bản đã tạo nên những họa tiết, những nhân vật hoạt hình từ trong mơ bước ra đời thực. Những bức tường, những tòa lâu đài trở nên sống động, huyền ảo và đầy màu sắc. Hành trình của nhóm chúng tôi đến đây là tạm dừng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào thân ái và tạm biệt.